Hello, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bệnh chuột đặc biệt. Bệnh của tôi thì gồm có combo hai bệnh, một là bệnh nước và một là loang thủy tinh, loang cũng như thủng thủy tinh. Khi mà chuột bị như thế này thì nó sẽ rơi xuống nước và sẽ bơi trong đấy, nó sẽ không thoát lên được. Tiếp đến một cái phần nữa của bệnh của tôi thì tôi sẽ gắn chiếc bẫy zigzag này ở bên trên, và khi chuột nó rơi vào bẫy zigzag nó sẽ rơi xuống đây cũng như là rơi xuống đây, tôi sẽ để thắp đây và nó sẽ có xu hướng là rơi xuống dưới nước, và như thế này thì chuột nó sẽ không thoát ra được. Mời các bạn đón xem video của tôi.
Thank you.